Vâng, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh học nghề laptop. Và đây, dưới tay mình đây là một chiếc điện thoại Tecno Sat 8C các bạn ha. Và cái tình trạng của máy mới khách bảo là mới bị rớt. Đây các bạn, đây, rớt nó bị sập màn hình nè. Và cách khắc phục là mình chỉ việc là mình thay vào đó là một cái màn mới thôi các bạn ha, chứ màn như thế này là không có cứu được, rớt bung hết trơn nè. Đây, bung viền bung vành hết các bạn ha. Và đây, đây là chiếc màn mới các bạn ha, mới 100% và còn siêu còn tem đầy đủ. Giờ việc tiến hành việc đầu tiên của mình là mình sẽ tắt nguồn nó đi. Đây. Tắt nguồn. Ha, rồi sau khi nó đã tắt nguồn rồi, giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ lấy cây chậu sim, mình lấy cái cây sim ở đây ra trước. Đây rồi ha. Và giờ việc tiếp theo là mình sẽ đi theo cái viền phun nhựa sau lưng nè. Đây, cứ đi nhẹ nhẹ theo. Các bạn cẩn thận là nó có cái vân tay sau lưng các bạn ha, mình cứ đi nhẹ thôi, có thể là nó mình không khéo quá một là nó xước hay là nó sẽ đứt cái cáp vân tay, cáp cảm biến vân tay ha. Và địa chỉ cửa hàng bên mình là 19 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Và mọi thắc mắc các bạn cứ liên hệ trực tiếp vào số 0922 422 422. Và sau khi mình đã tháo được cái nắp ra nè, mình sẽ tiến hành là mình sẽ tháo những con ốc này ra đây. Và nó có cái chân màng nằm dưới này các bạn ha, đây mình sẽ tháo nắp ra hết. Đây, tháo ra luôn. Đây, và ốc dưới cũng vậy các bạn ha. Bây giờ mình đã tiến hành là mình đã tháo xong những con ốc. Giờ mình chỉ việc là mình tách đây cái khung nhựa đây ha các bạn, cứ lắp nhẹ nhẹ lên. Đây, lắp nhẹ nhẹ lên ha. Vâng, và ở dưới này cũng vậy luôn các bạn. Đây, việc đầu tiên là mình sẽ cách ly cái nguồn pin ra trước. Và đây, đây là cái đế chân sạc. Đây là cái socket sạc màn hình. Vâng, và giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ lấy cục pin ra. Đó các bạn ha, sẽ lấy cục pin ra. À, mình cho tí xíu nước phá keo các bạn ha, cũng như là nước tách keo đây, cứ cho tí xíu nước vào. Đây, cứ việc lắp nhẹ nhẹ lên thôi. Đây, đây là cục pin. Đây, bây giờ là mình sẽ xong cái phần trong, giờ mình sẽ lật vậy. Mình sẽ lấy cái viền mỏng các bạn ha, ý kiến với viền gì càng mỏng càng tốt, mình cứ đi hết viền này để mình sẽ lấy được cái màn này ra thôi. Đây thì mình cứ lắp nhẹ nhẹ lên các bạn ha, thì nó có một điểm hở rồi nè. Thì mình sẽ việc tiến hành là mình cho một miếng, đây là cái miếng sinh nhựa của cái cường lực ha, cứ việc đẩy nhẹ nhẹ nè đó, mình cứ đẩy nhẹ nhẹ tay thôi. Đây, đẩy nhẹ nhẹ tay vô. Nó cứng quá các bạn ha, mình cứ việc là mình cho nước phá keo vô xíu thôi. Đây.
đây việc lắc ha, lắc nhẹ 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 lên các bạn. Khúc dưới này cũng vậy. Rồi, cứ lép nhẹ 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 ra nè bạn. Đây, đây là cái màn cũ đó các bạn ha, giờ mình sẽ bỏ qua bên. Và bây giờ việc tiếp theo là mình sẽ vệ sinh những cái, mình sẽ dọn những cái keo thừa đó các bạn ha. Đây, keo thừa, keo cũ nè, mình sẽ dọn sạch đi. Và đó là mình sẽ cho cái màn vào mình test trước khi mình lắp. Đây, mình dọn cho sạch những keo cũ các bạn ha. Để tí nữa là mình sẽ cho màn mới vào, mình sẽ cho keo mới vào, nó mới ăn keo. Đây, và bên mình là vẫn chuyên về tất cả các loại màn và linh kiện luôn các bạn ha, như là pin, màn hình và tất cả linh kiện của laptop cũng như là điện thoại. Và mọi thắc mắc các bạn cứ cần và lưu ý thì đó là số 0922 422 và 422. Và sau khi mình đã dọn keo sạch này các bạn ha, giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ cho cái màn mới vào để mình test. Đây, mình cũng bỏ những cái vị trí như ban đầu đó các bạn. Đây. Và tiếp theo đó là mình sẽ cho cục pin vào các bạn ha. Sau khi mình đã cho màn ra, mình đã mở nguồn đó bạn ha. Đây, nó đã hiển thị test no. Và mình đợi một lúc là mình test. Rồi sau khi mình test ổn thỏa rồi, mình sẽ tiến hành mình sẽ lắp vào vị trí như ban đầu. Rồi sau khi đã lên hình rồi các bạn ha, giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ test vào cái phần tin nhắn. Để mình gõ cái chữ coi nó có lọn bằng phím không các bạn ha. Coi phím nó có nhảy lọn không. Đây. Đây, chỉ test cơ bản thôi ha. Phím ok nè, màn hình màu, bây giờ mình sẽ kiểm tra màu coi nó có bị phản quang hay bị sọc ha. Rồi ok, giờ mình sẽ tiến hành mình tắt máy rồi mình sẽ lắp vào các bạn ha. Bây giờ là mình sẽ tiến hành là mình sẽ lắp ốc vào nè các bạn ha. Đây, mình sẽ lắp ốc vào. Và sau khi mình đã lắp được đầy đủ ốc rồi bạn ha, giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ lắp cái nắp này vào. Đây, mình sẽ cho xiên vào luôn. Giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ mở nguồn lên. Đây, và mình đợi nó một lúc cho nó lên các bạn ha.
Và sau khi máy đã lên các bạn ha, và video thay màn hình của mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn ha. Và mọi thắc mắc các bạn cứ liên hệ trực tiếp vào số đó là 0922 422 và 422, và địa chỉ cửa hàng bên mình là 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào tất cả các bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video và clip tiếp theo.